Xin thân ái kính chào anh chị em. Thưa anh chị em, hành trình theo Chúa là một hành trình đầy phước hạnh, song cũng không thiếu những khó khăn thách thức. Như lời một bài thánh ca đã diễn tả rằng: đường sự sống chắc chắn vui mừng khôn xiết, đường sự sống chắc chắn đau buồn không thiếu. Vâng, chính những gian khó trên con đường hẹp của bước linh trì đã khiến cho không biết bao thánh nhân đã rơi vào tình trạng ngã lòng, thối chí, và không loại trừ những giây phút đâm ra nghi ngờ cả Chúa. Làm thế nào để đắc thắng sự ngã lòng trên hành trình theo Chúa? Làm thế nào để giữ vẹn lòng mình với Chúa khi những nan đề trong đời đang chờ trực bóp chết đức tin của chúng ta? Xin chúng ta cùng dỡ ra trong Kinh Thánh, sách Phúc Âm Matthew đoạn 11 từ câu 2 đến câu 6 để xem lời Chúa dạy gì chúng ta về vấn đề này. Dân ở trong ngục nghe về các việc làm của Chúa Cứu Thế, bèn sai môn đệ mình đến hỏi Ngài: có phải Thầy là đấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Đức Giê-xu đáp: hãy đi báo cáo cho dân những gì các anh nghe và thấy. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phun được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe truyền giảng phúc âm. Phước cho ai không vấp phạm vì ta. Phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi mô tả cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Giăng Báp-tít. Đây cũng chính là câu trả lời của Kinh Thánh cho vấn nạn thường nhật mà tôi và các bạn đang đối diện, đó là sự nản lòng. Trước hết chúng ta cùng xem nguyên nhân của sự nản lòng. Giăng Báp-tít là ai? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Giăng Báp-tít là người mở đường của Chúa Cứu Thế, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Sách Luca đoạn 1 câu 15 nói như thế. Ông là người đã từng có một chức vụ thành công mang tầm mức quốc gia. Ông là người được Đức Chúa Trời trực tiếp mách bảo dấu chỉ để nhận ra Đấng Christ. Trong Giăng đoạn 1 từ câu 31 đến câu 34, Đức Chúa Trời tiết lộ cho ông rằng: khi nào con làm báp têm cho người mà Thánh Linh từ trời giáng xuống trên người ấy, thì đó là Chúa Cứu Thế. Và rõ ràng ông đã chứng kiến điều đó sau khi làm báp têm cho Chúa Giê-xu tại sông Giô-đan. Có phải Thầy là đấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Một người đầy kinh nghiệm như thế mà có lúc cũng đâm ra nghi ngờ Chúa sao? Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một vị tiên tri lớn của Đức Chúa Trời, đó là Eli. Trong sách Các Vua Nhất đoạn 18 mô tả một mình Eli dạng dĩ đối địch cùng 850 tiên tri giả của vua Ahab trên đỉnh Cạc-mê. Rồi mưa sa xuống đất sau 3 năm rưỡi hạn hán. Nhưng qua đoạn 19 ta lại thấy một Eli nản lòng, bỏ cuộc, bỏ chạy lấy thân và muốn chấp dứt chức vụ, chấm dứt cuộc đời. Nếu có thời gian các bạn có thể xem điều đó trong Các Vua Thứ Nhất đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu số 4. Trong sách Giô-suê đoạn 1 từ câu 6 đến câu 7, câu 9 và câu 18, chỉ trong một đoạn thôi mà cái cụm từ hãy vững lòng bền chí được lặp lại đến 4 lần. Hãy vững lòng bền chí. Tại sao như thế? Tại vì người của Đức Chúa Trời dễ rơi vào tình trạng nản lòng thối chí trên hành trình bước đi theo Chúa, trong công trường phục vụ Chúa. Nói cách khác, tình trạng nản lòng thối chí, việc người theo Chúa, người hầu việc Chúa ấm áp tư tưởng bỏ cuộc thối lui là chuyện thường ngày ở huyện, là chuyện thường xảy ra. Có phải Thầy là đấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Một khi rơi vào tình trạng nản lòng nao sờn, chúng ta thường có xu hướng nghi ngờ Chúa, nghi ngờ sự thành tín của Chúa, nghi ngờ tính chân thật nơi những lời hứa của Chúa, thậm chí nghi ngờ cả sự kêu gọi mà Chúa dành cho mình. Không biết có thiệt không nữa. Đây là câu hỏi quay quắt trong chúng ta mỗi khi nao sờn, mỗi khi mệt mỏi vì thất bại, vì bị từ chối, vì lời cầu xin không nhận được câu trả lời. Khi bị nản lòng thối chí, ta đọc Kinh Thánh không vào. Khi bị nản lòng thối chí, ta nghe giảng những bán tín bán nghi. Nói vậy chứ chắc chi đấy vậy, nói vậy chứ không phải vậy.
Phải chăng anh chị em đang mệt mỏi não sờn? Phải chăng anh chị em đang nản lòng thối chí, đang ấm áp tư tưởng bỏ cuộc thối lui, lìa bỏ cuộc chơi, trở nên người thụ động? Đừng lấy làm lạ về chuyện đó. Biết bao người đi trước chúng ta cũng đã từng nao núng, cũng đã từng toan tính tẻ tách, dừng bước như thế. Nếu anh chị em đang rơi vào tình trạng như thế thì hãy nhớ rằng Giăng Baptist, người mở đường cho Chúa cứu thế, cũng đã từng bị như thế. Nhưng tại sao một người từng được Đức Chúa Trời tiết lộ, từng được nghe lời xác chứng từ trời, từng được thấy Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu, lại đâm ra nghi ngờ rằng không biết Đức Giêsu có phải là Đấng Christ, là Đấng Messiah, tức là vị vua của lời hứa hay không? Sở dĩ dân đâm ra nghi ngờ không biết Giêsu người Nazareth có phải là Đấng Messiah hay không, ấy là vì ông đang ở trong ngục. Ông đang bị giam vì đã nói thẳng, nói thật. Mác đoạn 6 từ câu 17 đến câu 20 kể lại nguyên nhân mà Giăng bị giam vào ngục. Ấy là ông lên án vua Herod đã lấy vợ của em mình. Cái hành động loạn luân như thế đã bị tiên tri của Đức Chúa Trời lên án, và kết quả của cái hành động này, Giăng bị giam vào ngục. Nói cách khác, Giăng bị hoạn nạn không phải vì làm chuyện sai, mà là làm chuyện đúng. Ông bị giam trong tù trong khi Chúa Giêsu vẫn thực thi chức vụ ở bên ngoài. Nếu Chúa Giêsu là Đấng Messiah thì tại sao không cứu mình ra khỏi ngục? Mình là người mở đường cho Chúa cứu thế kia mà. Nếu Chúa Giêsu không thể cứu mình ra khỏi ngục thì liệu những sự bày tỏ, những sự hiện thấy trước đây có thật là đến từ Đức Chúa Trời không? Biết đâu đó chỉ sự là lừa dối của ma quỷ, hay là do mình tự tưởng tượng ra thì sao? Vâng, có thể những cái ý tưởng như thế tranh chiến trong Giăng mỗi một ngày. Đằng khi ông ở tù, ông tranh chiến với chính mình, với những cái ý tưởng như thế. Giăng nghi ngờ Chúa Giêsu không phải khi ông đang thành công. Giăng không nghi ngờ Chúa khi nhu cầu hàng ngày của ông được đáp ứng, dù chỉ là châu chấu và mặt ông dưng. Giăng nghi ngờ Chúa khi quanh ông chỉ còn một vài môn đồ thân tín. Giăng nghi ngờ Chúa khi ông phải sống trong một chỗ chật hẹp bánh thiếu. Ông nghi ngờ Chúa khi ông không còn được tự do để làm công việc mà Chúa gọi ông làm. Ông nghi ngờ Chúa khi điều ông ước mong, ông chờ đợi đã không xảy ra. Anh chị em ơi, không khi nào chúng ta nghi ngờ Chúa nếu mọi điều chúng ta cầu xin Chúa đều nhanh chóng được trả lời. Chúng ta không khi nào nghi ngờ Chúa nếu công ăn việc làm của chúng ta luôn thuận lợi, thu nhập của chúng ta luôn ổn định. Chúng ta không bao giờ nghi ngờ về sự kêu gọi của Chúa nếu chức vụ của chúng ta luôn thành công, hội thánh luôn tăng trưởng, số người nhóm lại gia tăng, tiền dâng hiến gia tăng. Chúng ta chỉ nghi ngờ khi những lời cầu xin của chúng ta dường như Chúa không nghe thấy, khi bệnh tật của chúng ta kêu vang mãi mà không được lành. Chúng ta chỉ nghi ngờ khi tài chính của chúng ta ngày một eo hẹp, thiếu trước hụt sau. Chúng ta đâm ra nghi ngờ sự kêu gọi của Chúa khi thấy hội thánh mà mình lãnh đạo chăm sóc ngày một teo tóp lại, số người nhóm lại ít dần, số tiền dâng không đủ chi cho những nhu cầu tối thiểu trong hội thánh. Chúng ta đâm ra nghi ngờ không biết mình có nên tiếp tục hầu việc Chúa nữa hay không. Anh chị em ơi, phải chăng anh chị em đang có cùng tâm trạng như Giăng Baptít? Có phải thầy là đấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Thì hãy nghe câu trả lời của Chúa Giêsu để nhanh chóng bước ra khỏi sự nản lòng. Khi các môn đệ của Giăng Baptít đến hỏi Ngài, có phải thầy là đấng sẽ đến, hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Chúa Giêsu không trả lời phải hoặc không cho câu hỏi của Giăng. Câu hỏi của một người đang rơi vào tình trạng lung lay đức tin. Chúa không khẳng định cũng không hề phủ định rằng mình là đấng Messiah. Ngài chỉ bảo các môn đệ của Giăng hãy về thuật lại. Thuật lại có nghĩa là nhắc lại, là điểm lại, là nhớ lại, là kể lại. Kể lại điều gì? Trước hết là những gì họ đã nghe về những việc Chúa Giêsu đã làm, tức là những gì họ biết được cách gián tiếp. Sau đó là những điều họ đã thấy, tức là những gì Chúa đã làm họ tận mắt chứng kiến. Điều đã nghe, tức là những gì mà Chúa Giêsu đã từng làm trên đời sống của những người khác.
còn điều đã thấy bao gồm cả những gì Chúa đã làm cho chính họ, tức là những gì họ đã từng kinh nghiệm. Điều gì các môn đồ của dân đã nghe và thấy? Hay là kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sậy, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Nói cái khác, điều mà các môn đồ của dân đã nghe và thấy là những công việc quyền năng, những dấu kỳ phép lạ mà Chúa Jesus đã làm trên đời sống của những người khác và ngay trên chính đời sống của họ. Anh chị em đang nao núng đức tin vì bệnh tật của mình đã lâu mà không được chữa lành chứ? Hãy đếm lại những lần Chúa chữa lành cho mình. Hãy nhớ lại những cái phép lạ chữa lành Chúa đã làm trong hội thánh của mình. Anh chị em đang lo lắng vì sự thiếu thốn tài chính đang vây bủa, đang sợ hãi vì nợ nần đang cái kỳ thanh toán mà chưa biết lấy đâu ra chứ? Hãy nhớ lại những lần Chúa đã tiếp trợ cái siêu nhiên cho anh chị em. Hãy ôn lại những điều mà Chúa đã làm cho những người có nhu cầu về tài chính trong những ngày qua trong hội thánh của mình. Anh chị em đang nghi ngờ rằng không biết Chúa có kêu gọi mình hầu việc Chúa hay không, khi nhìn thấy bầy chiên ngày một ít đi, khi thấy hội thánh ngày càng khô hạn đi chứ? Anh chị em đang tranh chiến trong lòng rằng không biết Chúa có kêu gọi mình hầu việc Chúa trọn thời giờ hay không, khi đối diện với nan đề tài chính lớn lao trong gia đình. Hãy nhớ lại những ngày tháng trước đây, chúng ta bắt đầu phục vụ Chúa thế nào, Chúa nuôi chúng ta và gia đình chúng ta ra làm sao. Hãy nhớ lại những ngày tháng phước hạnh khi hội thánh tăng trưởng. Hãy nhớ lại từng con người đã trưởng thành, đã được đổi đời từ nơi hội thánh của chúng ta mà ra. Đối với một người đang nao núng đức tin, đối với một người đang sờn ngã trong chức vụ và thậm chí đang nghi ngờ Chúa, thì lời nói dù là hay đến đâu cũng khó lòng thuyết phục được. Đó là lý do mà Chúa bảo các môn đồ của dân hãy về thuật lại cho ông những gì họ đã thấy và đã nghe. Tức là kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sậy, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Tại sao? Tại vì nếu họ không thể tin nơi những gì Chúa nói, thì họ cũng sẽ tin nơi những gì Chúa làm. Hãy về thuật lại cho người những gì các người đã nghe và thấy, không chỉ là giải pháp cho mỗi một chúng ta khi rơi vào tình trạng nản lòng hay rúng động đức tin, mà còn là giải pháp để chúng ta giúp đỡ những người khác ra khỏi tình trạng nghi ngờ Chúa. Biết bao nhiêu người quanh ta đang vật lộn với chính đức tin của mình trong ngục tù của sự thiếu thốn tài chính, trong ngục tù của bệnh tật, của ốm đau, trong ngục tù của thất bại, trong hôn nhân hay trong chức vụ. Họ đang đợi câu trả lời của Chúa từ nơi mỗi một chúng ta. Hãy đến với họ ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Chúa không chỉ nêu ra giải pháp để giúp chúng ta đắc thắng sự nản lòng thôi chí, mà Chúa Giêsu còn có lời hứa dành cho những người đắc thắng. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Bản diễn ý dịch là phúc cho người nào không nghi ngờ ta. Còn bản phổ thông thì dịch phúc cho người nào không nao núng trong đức tin vì ta. Nói cách khác, người nào đứng vững trong đức tin thì sẽ được phước. Đây là lời hứa được lặp lại khắp mọi nơi trong Kinh Thánh. Và Kinh Thánh không thiếu những tấm gương kiên định trong đức tin được Đức Chúa Trời chứng nhận. Hebrews đoạn 11 là danh sách của những vị anh hùng đức tin như thế. Đứng vững trong đức tin là người được phước. Hay nói cách khác, người không nghi ngờ Chúa khi đang đối diện với thử thách, khi điều mình cầu xin không thấy Chúa trả lời, thì đó là người được phước. Anh chị em yêu dấu của tôi ơi, khi tôi và anh chị em đang đối diện với những nan đề, khi tôi và anh chị em cầu xin mà không thấy Chúa trả lời, thì đó không phải là tai họa đâu, mà là phước hạnh. Đó là cơ hội để chúng ta nhìn thấy lượng đức tin thật của mình. Đó là lúc mà động cơ theo Chúa, động cơ phục vụ Chúa kín dấu của chúng ta mới thật sự lộ ra. Đó là lúc mà lòng chúng ta mới thật sự hạ xuống, vì ta sẽ thấy mình cũng tầm thường, cũng xác thịt, cũng non trẻ, cũng yếu đuối. Và thậm chí yếu đuối hơn bao nhiêu người khác. Kể cả những người mà từ trước đến giờ ta vẫn coi thường, vẫn xem là kẻ ngồi chiếu dưới sau chúng ta. Hãy vững lòng bền chí, hãy ôn lại những điều Chúa đã làm, hãy đếm những ơn phước Chúa cho. Chúa Giêsu của những phép lạ dấu kỳ ngày hôm qua vẫn còn y nguyên như vậy trong ngày hôm nay. Chúa không hề thay đổi. Đừng nghi ngờ Chúa, đừng rung động vì những hoại cảnh bất lợi mà anh chị em đang đối diện. Đừng nghi ngờ sự thành tín của Chúa, đừng nghi ngờ tính chân thật của lời Chúa, chớ khinh dễ các lời tiên tri, cũng đừng nghi ngờ sự kêu gọi của Chúa dành cho mình. Hãy thuật lại những gì mà anh chị em đã nghe và thấy Chúa từng làm để giựt lòng mạnh mẽ,
để vững chí trượt phu mà chạy ra sông cuộc đua với tư thế của một người chiến thắng. Phước cho người nào chịu đựng sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mẫu chiều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Nguyện lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12 dục giả lòng tôi và mỗi một anh em vững tin nơi Chúa. Nguyện gương mẫu của Giăng Báp-tít sẽ là bài học lớn cho chúng ta, để chúng ta có thể vượt qua sự nản lòng, để chúng ta có thể chạy xong cuộc đua Chúa bày sẵn ra trước mặt chúng ta, và đến ngày cuối cùng Ngài khen chúng ta rằng: được lắm, hỡi người trung tín, hãy nhận lấy mẫu triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Amen.